she be too thick and my bands are all annoying, but we go dumb, yeah, we go. Hello, what's up? Khỏe anh em, lại là mình Tâm đây. Thì hôm nay là tiếp tục với game khô điện thoại. Trước 10 giờ sáng ngày mai đấy, tôi đang ngon vào buổi đêm này. Đấy, tôi đang hỏi mấy anh em trên kênh Thế Giới xem là biết cách tải khô điện thoại bản em cho iOS không? Anh em nào biết cách tải khô điện thoại bản em iOS thì có thể comment ở dưới phần bình luận nhé. Tại vì tôi tìm mãi mà không biết cách tải cho iOS. Rồi bây giờ nói chung là lần đầu Tiêu Kim Cương mua cái gì không cần nhìn giá đấy, trong game. À, khỏi game trước tôi nhớ là tôi phải tiêu từng đồng kim cương một, phải tính toán như thế nào để gọi cho nó hợp lý vá lên chứ bây giờ kim cương để nhiều chẳng làm gì. Thôi tôi làm được cái clip tiêu hơn 200k kim cương không cần nhìn giá, lại còn cái gì lưng là tôi lưng hết đi, lưng hết mấy cái thuyền này đi. Thuyền tôi ít mảnh nên là cũng chẳng gọi là thuyền bậc cao ấy, thuyền bậc thấp tẹt 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 thôi. Anh em nào biết cách tải cho khô điện thoại bản em cho iOS thì có thể comment ở dưới phần comment ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cơ còn mấy cái thuyền còn chưa cả được nhận được này, kiếm mãi không ra luôn, mạnh thuyền khó quá. Tăng lốt mấy cái bậc thuyền này lên, dùng kim cương tăng hết lên, kim cương chẳng nên làm gì, tăng hết luôn. Cộng này hơi lâu. Lêu phết đấy, cộng từ bậc ấy lên bậc 10, thuyền này tôi cũng chẳng dùng, nếu mà không sập game tôi cũng chẳng cái lưng nào gì cả. Xem có con tướng nào lưng lốt lên đi. Này còn tôi lưng con lưng trắng đi. Lưng kỹ năng trước, lưng kỹ năng cộng hết điểm kỹ năng, mua điểm kỹ năng cộng hết. Đấy làm gì nữa? Nếu anh em được xem được clip này thì chắc là game đóng cửa đấy. Tại vì tôi đang hơi muộn rồi, phải chỉnh lại chút cho nó gọi là êm xuôi đã. Ủa rồi, cộng mấy kỹ năng này lâu phết đấy, đùa đâu. Cứ bị vừa mua vừa cộng này, nó không cho mua một lần luôn nhỉ. Đây, cộng lốt cái chiêu cuối đã, cái chiêu lỗi tại. Full này, mới biết Samsung, tôi biết tải cho Android mà phải tải cho iOS cơ. Chặn hết mấy điểm kỹ năng đi. Ui, tôi còn sắp lên được VIP 10 kìa. Em không có thời gian, có thể có thêm ít thời gian là lên được VIP 10 rồi. Lốt tròn kia rồi. Dù tôi không thích con kia gì lắm, tôi chơi game kiểu là thích con nào tôi lưng con đấy thôi, không cần yếu hay mạnh, cứ thích cả lưng thôi. Mấy con mà ghét là tôi không bao giờ tôi lưng. Như có mấy con ở dưới này tôi chỉ được là để cho cái bậc có 4 skin thôi, bậc tím tím này. Ủa, nếu mày lập hạng lập một nhóm mày chắc cái chat chơi game em rồi mà tôi iOS không tải được, cay như vậy ảo ta tị. Bảo vào đây. Cộng lốt đi. Chắc chút đoạn này tôi nhanh lên thôi. Tôi nhanh lên cái nào. Full. Rồi. Xem mấy ông kênh thế giới có ai tiếp chưa. Còn 2 tiếng nữa, 10 giờ sáng mai mới đóng cửa cơ mà. 2 tiếng đi. Đợi nước thuyền. Ôi, nhìn xuống tiêu tụt nhanh nhỏ. Trước tôi tiêu mốc 79k là tôi phải tiêu trong vòng tầm khoảng 30 phút đấy, hơn 30 phút. Vì nghĩ mà làm sao để cho mình tiêu kim cương mà để nó không thọt. Chứ bây giờ thấy cái gì không còn là cộng hết. Nhiều con này
Đây tôi xem còn là con nào chưa lên mặt trời hay lên thần hay lên nhé, kỳ cho lúc này. Đây con trắng này đột phá luôn, cho mấy mẹ con củi củi vào. Rồi, cho hết mấy mạnh vào. Full. Ui, tôi còn bao nhiêu mảnh kata này. Chắc tí được phải kiếm kata lên lên mặt trời. Đây, đây rồi. Lưng tôi trắng là phải lưng ấy. Lên. Lên, lên. Lên luôn đi. Hồi chắc tôi bình luận tới đây thôi. Nhưng mà anh em nào biết cách tải kho báo điện thoại em cho ấy thì hơn này gọi là comment để chỉ tôi phát nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều đã xem clip của mình. Thank you.
Thank you.